Nghe nói không có điều gì mà ngài không biết mà Buddha, vậy mà cũng bị thương sao? Đúng là mở rộng tầm mắt. Thử xem bây giờ còn có ai xem ông là thánh nhân nữa hay không. Khắp mặt đất đều là gai nhọn, trong thôn làng này không ai chào đón ông cả. Không phải mỗi ngày ông nhận đi khất thực hay sao? Tới đây, bước qua đây đi nào. Ta xin các vị, hãy để cho ta vào khất thực ở trong thôn của các vị. Được thôi, nếu ông không sợ gai năm thì cứ đi vào khất thực có gì mà ngại. Sunita, nếu người dám quét thì đừng nghĩ đến chuyện về thôn này nữa nghe chưa? Ngài có thể vào thôn được rồi. Ngoài bọn họ ra còn có rất nhiều người mong được cúng dường cho ngài. Ngài đừng đụng vào con. Đến cái bóng của con cũng khiến ngài ô uế. Tại sao ta bị ô uế? Con và chúng ta đều là người như nhau. Sự xuất nhập của một người sao có thể làm cho người khác ô uế được chứ? Chỉ có tham lam, hận thù, ngu si và dục vọng mới có thể làm cho con người ô uế. Một người lòng đầy yêu thương như con chỉ khiến người khác vui lòng chứ không khiến cho họ phải khổ đau. Không phải. Ông mà là thánh nhân gì chứ? Ông hoàn toàn không biết gì về chủng tánh và mana. Không phải cứ khoác lên mình chiếc áo cà sa là thành nhà tu đâu. Ông chính là một kẻ lừa bịp. Kẻ cướp đi nhân tính của người khác, đó mới chính là một tên lừa bịp. Nếu gọi ta là kẻ lừa bịp mà có thể khiến cho các ông thấy dễ chịu, vậy cũng được thôi. Nhưng người này không khác gì chúng ta, họ cũng có sinh mạng. Nếu xem anh ta là hạng người thấp kém miệt thị anh ta, thì đó cũng là lừa bịp. Để ta nói cho ông biết, đây chính là chính pháp của chúng ta. Sao gọi là lừa bịp? Mặt đất này đã nuôi dưỡng toàn nhân loại trong thế gian, cũng nuôi dưỡng anh ta. Nếu như hai người kỳ thị họ, chính là đang phỉ báng đấng tạo hóa. Chúng ta tung cát bụi lên trời, hư không không hề bị hạ thấp xuống, mà cát bụi lại rơi xuống trên thân của chúng ta. Hư không không hề phân biệt, giống như một người cha âm thầm che chở cho loài người chúng ta vậy. Mặt đất bao la này, các loại cây trái được sinh ra, chúng không hề lựa chọn người sử dụng. Làn gió nhẹ mang đến sự mát mẻ đến cho chúng sinh. Nước có thể giải cơn khát cho muôn loài. Xưa nay thế giới tự nhiên không hề kỳ thị bất kỳ ai, vậy tại sao loài người chúng ta lại đi chà đạp lẫn nhau như vậy? Ông toàn nói là đạo lý, sao không để hắn làm tỳ kheo trong tăng đoàn của ông? Lời mà ngài nói quả thật rất chi lý. Sunita, con có đồng ý làm tỳ kheo hay không? Con là một thiện nhân, làm tỳ kheo của một bậc vĩ đại như ngài, con đâu có đủ tư cách đó. Nỗi đau của người khác cũng có thể khiến con đau khổ. Con có phẩm hạnh như vậy, đó là điều quý hiếm trong thế gian. Ta là Buddha, hoan nghênh Sunita trở thành đệ tử tỳ kheo của ta.